Hai cái tên đến từ Nhật là Toyota Camry 2.5Q và Mazda 6 2.5L 2018 đang giành được khá nhiều sự ưu ái của người tiêu dùng Việt. Vậy cái tên VinFast Lux A2.0 theo các bạn có chiếm được sự ưu ái đặc biệt của người tiêu dùng Việt hay không? Thì trong video này, mời các bạn cùng Auto Daily so sánh Lux A2.0 với hai đối thủ sừng sỏ đến từ Nhật là Camry 2.5Q và Mazda 6 2.5L 2018. Mặc dù mới được ra mắt tại Paris Motor Show 2018 và chưa chính thức được giới thiệu tại quê hương Việt Nam, nhưng hai dòng xe của VinFast thực sự giành được quan tâm rất lớn của người tiêu dùng trên toàn thế giới. Xét về phần ngoại thất, chúng ta có thể thấy Mazda 6 2.5L mang cảm hứng thể thao, còn Camry 2.5Q vẫn đi theo xu hướng sang trọng và có phần lịch lãm. Nhưng khi nhìn sang Lux A2.0 thì dường như hai đối thủ đều phải dè chừng bởi những đường nét thiết kế hiện đại, sang trọng và tinh tế. Nếu nhìn trực diện phần đầu xe thì Camry 2.5Q thực sự bị lép vế so với hai đối thủ khi chỉ được trang bị đèn công nghệ HID, còn Mazda 6 2.5L và Lux A2.0 thì đều được trang bị công nghệ đèn LED với khả năng cân bằng góc chiếu tự động. Lux A2.0 còn có thiết kế phần đầu xe theo kiểu đèn định vị LED ban ngày đặt cao, hệ thống đèn pha và cốt được chuyển xuống phía dưới khá giống với những mẫu xe mới trên thị trường hiện nay như Hyundai Kona hay Mitsubishi Xpander. Nếu như trước đây, lưới tản nhiệt của Mazda 6 thu hút được nhiều ánh nhìn nhờ ngôn ngữ thiết kế Kodo, thì nay mặt ca lăng của Lux A2.0 lại tạo được sự khác biệt nhờ lấy cảm hứng từ những cánh đồng ruộng bậc thang. Camera trước được trang bị nằm phía dưới logo chữ V, và một điểm cộng lớn thì Lux A2.0 còn được trang bị hệ thống camera 360 độ. Tiến ra phần thân xe thì một lần nữa Lux A2.0 lại áp đảo hai đối thủ đến từ Nhật ở mặt thiết kế. Nhờ sở hữu bộ la răng phay xước kích thước lớn và có logo VinFast nằm chính giữa. Phần đuôi xe của cả ba đều được trang bị ống xả kép, nhưng với trục ống xả chrome hình tứ giác kết hợp cùng ốp cản sau thì thực sự Lux A2.0 sở hữu một thiết kế lịch lãm hơn hẳn hai đối thủ. Camry 2.5Q, Mazda 6 2.5L và Lux A2.0 đều được trang bị cụm đèn hậu dạng LED. Ngoài ra, phần đuôi xe Lux A2.0 có hai khe khuếch tán gió khí động học thường xuất hiện trên các mẫu xe thể thao hiện nay. Ngoài hệ thống camera 360 thì Lux A2.0 còn được trang bị cảm biến trước, sau và quanh xe đều có các thanh mạ chrome tương tự body kit trên các mẫu xe thể thao. Tiến vào bên trong khoang nội thất của VinFast Lux A2.0 thì xe được thiết kế khá đẹp và mang toàn bộ hơi thở của BMW 5 Series. Toàn bộ táp lô trang bị nhựa mềm cao cấp và đèn ambient light cùng với những mảng ốp gỗ hoặc nhựa vân carbon. Điểm nhấn là màn hình trung tâm dạng dọc 10,2 inch. Bạn có thể tùy chỉnh màn hình nền các phong cảnh của Việt Nam như Hạ Long, Huế, các vùng núi Tây Bắc. Xe có trang bị kết nối Apple CarPlay và Android Auto, kết nối Bluetooth, AUX hay MP3. Camry 2.5Q và Mazda 6 2.5L sở hữu khoang nội thất tông màu tối với những đường nét thiết kế đơn giản kèm những mảng phối màu sáng làm điểm nhấn. Cả hai xe đều được trang bị màn hình cảm ứng 8 inch và không được trang bị hệ thống đèn ambient light. Xét về khả năng vận hành thì Lux A2.0 trang bị động cơ N20 từng được dùng ở trên những cái mẫu BMW 5 Series F10 đời trước. Lux A2.0 có hai tùy chọn động cơ. Bản bay thì dùng động cơ dung tích 2.0 tăng áp, công suất 130 kW và mô men xoắn cực đại 300 Nm. Bản cao cấp nhất sử dụng động cơ 2.0 tăng áp, công suất 150 kW, mô men xoắn cực đại 350 Nm. Xe sử dụng hộp số 8 cấp của ZF tối tân nhất hiện nay. Đây là hộp số hiện đang được lắp trên các thương hiệu ô tô hàng đầu thế giới như Rolls-Royce, BMW hay Jaguar. Tuy nhiên, ECU điều khiển xe sử dụng của bên thứ ba là Meridian. Lux A2.0 sedan sử dụng công nghệ dẫn động cầu sau. Xe được trang bị phanh tay điện tử, hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc. Các trang bị an toàn cơ bản bao gồm hệ thống chống bó cứng phanh ABS, hỗ trợ phanh khẩn cấp BA, cân bằng điện tử ESP, TRC và 6 túi khí. Mẫu Camry 2.5Q sử dụng động cơ dung tích 2.5 lít, có khả năng sản sinh được 178 mã lực tại 6.000 vòng trên phút và 231 Nm tại 4.100 vòng trên phút. Còn Mazda 6 2.5L trang bị động cơ dung tích tương đương nhưng cho đến 185 mã lực tại 5.700 vòng trên phút và 250 Nm tại 3.250 vòng trên phút. Nhìn qua thông số, chúng ta có thể thấy với trang bị động cơ 2.0 của mình thì Lux A2.0 đang giành những ưu thế so với hai đối thủ sử dụng động cơ 2.5 lít. Một điểm khiến người tiêu dùng có thể kỳ vọng nhiều ở cảm giác lái cũng như khả năng vận hành của Lux A2.0 là xe được trang bị dẫn động cầu sau, còn Mazda 6 2.5L
và Camry 2.5Q được trang bị dẫn động cầu trước. Theo chúng tôi dự đoán thì giá bán của mẫu sedan này sẽ dưới 1 tỷ, rơi vào khoảng từ 700 đến 850 triệu Việt Nam đồng. Mức giá này sẽ nằm trong cùng giá với các sản phẩm trong phân khúc sedan hạng C như Toyota Altis, Mazda 3 2.0, Honda Civic. Còn các bạn hãy đưa ra những dự đoán về giá cụ thể bằng cách comment ngay bên dưới video này. Hãy like và subscribe kênh để tiếp tục theo dõi các thông tin thú vị về xe tại thị trường Việt Nam.